Xin chào anh em. Trong video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một cái sản phẩm mới mang tên đó là xốp dán tường 3D hoạt hình nha các bạn nhé. Như các bạn đều thấy trên màn hình của bên trang trí nội thất 3D đang quay để gửi tới đến quý vị và các bạn, thì đây là những mẫu xốp dán tường 3D mới nhất, chỉ dành riêng cho những bạn nhỏ thích yêu Doraemon hoặc những cái động vật chẳng hạn như là mèo, ếch. Đấy, có những cái hình con mèo, con Kitty hoặc những con Doraemon nó rất là đẹp luôn nha các bạn nhé. Các bạn đều thấy đấy ạ, sản phẩm bên mình đang bổ sung thêm 4 mã mới này. Thì những cái quý khách hàng nào có trẻ nhỏ mà yêu thích truyện tranh Doraemon rất là nổi tiếng, hoặc là những con mèo Kitty như kia, thì hãy liên hệ ngay đến trung tâm hoặc đơn vị của chúng tôi với số điện thoại 0972 584 331 hoặc add Zalo để chúng tôi tư vấn cho các bạn thêm được kỹ hơn nhé các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy đây, những cái mẫu mới được chúng tôi bổ sung cách đây một ngày, và chúng tôi làm video nóng hổi để gửi tới đến quý vị của các bạn để các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn cho gia đình mình. Và không hẳn thì các bạn sử dụng cho trẻ nhỏ mà các bạn có thể tạo điểm nhấn cho căn phòng mình bằng những chú truyện tranh Doraemon rất là nổi tiếng như thế này nhé các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, không thể chê vào đâu được nhé các bạn nhé. Đấy, sản phẩm chỉ độc quyền tại bên trang trí nội thất 3D. Thế nên các bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì hãy liên hệ ngay đến hotline hoặc để lại comment để chúng tôi tư vấn cho các bạn thêm chi tiết hơn nhé các bạn nhé. Đây, rất là đẹp này. Đấy, mặt rất là bóng luôn. Đây là Doraemon nhé các bạn nhé. Đấy, một sản phẩm. Và tiếp theo đấy là con gì đây các bạn? Đấy, mình cũng chưa hình dung đây là con gì, nhưng đây chắc là con nhái, con cóc gì đấy. Đây các bạn có nhìn thấy đây, nhưng nó cũng rất là ngỗ nghĩ. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là hoạt hình. Đấy, rất rất phù hợp cho những gia đình có trẻ nhỏ đấy nha các bạn nhé. Và tiếp theo là con mèo Kitty này. Con mèo Kitty này thì rất nổi tiếng, thì ai cũng biết rồi. Đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, những đường nét rất là tinh tế luôn nha các bạn nhé. Và chỉ có độc quyền tại bên trang trí nội thất 3D. Chính vì thế thì các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 nha các bạn nhé. Rất là đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn nha các bạn nhé. Còn đây là tiếp đến là cái xốp dán tường 3D phong cảnh nhé các bạn nhé. Cây cối hữu tình này, cây cổ thụ này, rất là đẹp này. Đấy, đây là xốp dán tường 3D hết nhé các bạn nhé. Những đường nét được nhà máy sản xuất và in lên rất là tinh tế luôn và rất là sắc nét. Và sản phẩm này thì rất rất phù hợp với mọi lứa tuổi, không hẳn là trẻ nhỏ nhé các bạn nhé. Chính vì thế các bạn thì hãy đừng chần chừ mà mua ngay sản phẩm cho gia đình mình để không tốn nhiều chi phí tìm kiếm sản phẩm phù hợp khác các bạn nhé. Các bạn, như các bạn đã biết thì nếu mà tìm kiếm những cái sản phẩm khác thì nó rất là tốn thời gian và tốn chi phí khi các bạn phải thay đi thay lại nhiều lần. Và xốp dán tường 3D này nó rất là hữu dụng, bởi vì sau tấm xốp này nó đã có cái lớp keo, các bạn chỉ cần bóc ra và dính vào tường thì coi như là đã thành công xong những cái bước hoàn chỉnh cho thi công xốp dán tường nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn từ xa này, rất là đẹp luôn nhé các bạn nhé. Đấy, từ xa đến gần nó rất là đẹp này. Đấy các bạn này, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, và các bạn thấy video này hữu ích thì hãy đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ và bấm chuông để là người đầu tiên nhận những video mới nhất của chúng tôi khi chúng tôi update lên kênh YouTube nhé các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.